Hello anh em, nhận định nhanh thị trường chứng khoán ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thị trường cuối năm tương đối là ảm đạm, thanh khoản buổi sáng hơn 4.000 tỷ. Chúng ta lại quay về thời đồ đá với cái giai đoạn mà một phiên nó chỉ giao dịch khoảng 11.000 tỷ, 12.000 tỷ ấy, thì nó tương đối là hợp với cái giai đoạn gần Tết. Chúng ta đã xuất hiện liên tiếp những cái phiên bán gần đây nhưng mà cái lực bán nó quá là yếu. Tại vì là đa phần các nhóm ngành đều đi ngang. Nhóm banh thì nó chỉnh thì nó không tương đối. Ví dụ nó lên được khoảng 10-15% thì nó chỉnh không đáng bao nhiêu cả. Nó chỉnh giữa sóng nó đi ngang. Thì thế nên là anh em sẽ thấy một cái cảm giác là bán thì không nỡ. Mà mua thì nó chưa chiết khấu mà mua. Hay là vượt đỉnh nó chưa có điểm mua nó chuẩn. Đấy. Cái giai đoạn này nó là cái giai đoạn kiểu như vậy. Nó thử thách cái lòng kiên trì của chúng ta. Và anh em nào mà cầm được giai đoạn này hâu qua Tết chắc chắn sẽ có thành quả. Nếu mà không có bất kỳ một cái biến, tức là có một cái biến cố gì đó nó quá là kinh khủng nó xảy ra, ví dụ như chiến tranh chẳng hạn, Trung đánh Đài chẳng hạn, thì anh em hầu thoải mái luôn. Tại vì là toàn là nền mình check lại, toàn là nền backup lại, toàn nền 3-4 tháng, nền 2-3 tháng, đúng không? Có tăng quái đâu. Đấy, vậy thì bây giờ anh em bảo úp khó quá. Muốn úp được thì phải kéo lên ít nhất cái nền đấy lên khoảng bắt đầu khoảng 20-30%, bắt đầu nó có những cái dấu hiệu nó điều chỉnh mạnh được. Nhiều anh em cứ bảo là nó úp bô nhưng mà vấn đề đấy, úp nó phải có vốn, úp nó phải có vốn chứ không phải là muốn úp là tự nhiên là úp được, khó cực kỳ luôn. Úp phải có volume đấy, hay là muốn tăng mạnh cũng cần phải có volume, nhưng muốn úp mạnh cũng tương tự như vậy, cũng phải có volume. Bắt đầu chúng ta thấy là cái nền của nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản hay là nhóm thép bắt đầu nó đang siết lại rất là tốt và càng ngày nó càng chặt chẽ hơn. Ba nhóm đó nó mà vượt thì những cái nhóm khác đầu tư công các thứ, bán lẻ các thứ, nó sẽ bắt đầu nó vươn lại lên, đúng không, để hỗ trợ cùng với nhóm banh để tiếp tục tạo nên một con sóng. Sóng đầu tiên banh đã đi trước dẫn đường rồi, mở đường rồi, banh đã tạo nền rồi, và khi dòng tiền lớn nó vào banh rồi, chúng ta yên tâm công tác, chúng ta chọn lọc cổ phiếu và kiên trì chờ đợi thôi, đúng không. Chúng ta sẽ có những cái nhịp rũ nhẹ. Giai đoạn này rũ mạnh, bảo rũ mạnh thì tương đối là khó. Thứ nhất rũ mạnh phải có tin, tức là rũ khỏi nền sideways và kéo lên ý, nó cũng đã khó rồi nhá. Nên đa phần là anh em thấy những cái biên rũ vừa rồi nó chỉ được khoảng 7-10%. Biên rũ là bắt đầu cổ phiếu nó hồi hết, tức là đa phần là không rũ qua được cái cây ngày mùng 8 tháng 11. Nếu anh em check lại toàn bộ cổ phiếu đấy, xong đã hồi lên rồi, vậy thì cái biên rũ nó tương đối là nhẹ nhàng, khoảng 7-10% là tương đối nhẹ đấy, 70% là tương đối nhẹ nhàng. Sau đó xong thì nó đều là hồi phục lên rất là tốt. Mình đánh giá là thị trường giao dịch cuối năm mà càng như thế này thì càng chán nản, càng thanh khoản thấp thì càng dễ luân phiên. Có thể mỗi hôm nó chỉ kéo được 1-2 dòng thôi, và nó kéo rất nhẹ thôi, hoặc là bắt đầu nó kéo tập trung chỉ vào 1-2 con thôi, một ngành nó chỉ kéo được 1-2 con thôi, nó không kéo được nhiều, nó sẽ kiểu như vậy. Và giao dịch gần Tết nó luôn là giao dịch tích cực, mình không đánh giá nó tiêu cực đâu. Nên là anh em xem like mình hay là xem bản tin của mình, anh em thấy toàn giao dịch gần Tết là giao dịch tích cực thôi. Tích cực nha, chứ không phải tăng mạnh. Tích cực ở đây là gì? Nó sẽ luân phiên. Trong một ngày có thể nó sẽ kéo 1-2 con rất là tốt, và các con sau cũng được follow theo cùng. Ví dụ thế, dòng tiền nó không đủ nhiều để nó kéo tất cả. Nhưng sau đó xong ra Tết thì bắt đầu sóng tiền to nó vào, rồi bắt đầu nó kéo lần lượt hết, lên hết. Hy vọng là chúng ta sẽ đón sóng đầu xuân, và sang năm chúng ta sẽ nói nhiều đến câu chuyện nâng hạng hơn của thị trường. Và đó là câu chuyện của VN30 nói riêng và câu chuyện của VN-Index nói chung. Chúng ta phải chọn lọc rất là kỹ. Ok, mình hy vọng mọi thứ đều đến tốt với anh em, và hy vọng từ giờ ăn Tết, đúng không, giao dịch mà nó cứ thanh khoản thấp như này nhưng anh em kiếm được khoảng 7-10% là ngon nhá. Kiếm 7-10% hâu qua Tết được thêm 7-10% nữa thì có phải yên tâm không, yên tâm được khoảng 20% không, xứng đáng không, đúng không? Chứ ông nào đòi bán qua Tết, bán nghỉ Tết thì nhà cái nó chơi mà, đúng không? Phải đứng lên là những người hâu qua Tết đi. Tất nhiên nó sẽ có những cái rủi ro như kiểu 2020 Covid ăn cái bụp cái, những cái rủi ro đấy nó là không đáng kể. Nếu mà xác định ôm qua Tết thì phải chấp nhận những cái chuyện như vậy. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà đầu tư luôn thành công, và hẹn cả nhà buổi livestream tối nay trên YouTube và TikTok Anh Lương Vịt. Bye bye.